Bộ ảnh này không chỉ tái hiện chân thực và sinh động cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và những năm tháng hoạt động cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định, mà còn minh họa một phần công cuộc đấu tranh giành độc lập đầy cam go, gian khổ, ác liệt mà hào hùng của quân và dân ta. Qua triển lãm này, khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ có thêm tư liệu, điều kiện để hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của nữ tướng Nguyễn Thị Định, nguyên phó tổng tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Bà là một trong những điển hình về người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Một người mẹ, người chị, giỏi việc nước, đảm việc nhà, góp phần tô thắm truyền thống của hàng triệu phụ nữ Việt. Triển lãm ảnh tư liệu người con gái xứ Dừa mở cửa đến hết ngày 27 tháng 10.